Mọi người, hôm nay là Khoa xin chia sẻ với tất cả mọi người món đặc biệt và mọi người rất là thích đặc sản của vùng biển, đó là món bún cá. Từ ngày hôm nay, Đa Khoa vào bếp và làm món bún cá. Đây là nồi bún cá, nồi nước lèo. Thành phần của nó là một xoong nước, 1/4 quả thơm và nửa củ hành tây. Ai thích ăn nhiều hành tây thì sẽ có thể một cho một củ và một cục đường phèn, khoảng 20 g đường phèn. Chúng ta sẽ ninh nồi nước dùng này để cho nó có vị ngọt. Khi nước sôi bùng lên thì chúng ta sẽ cho cá vào. Hiện nay thì nước bắt đầu lăn tăn và chuẩn bị xô, và đây là cá Khoa đã sơ chế xong. Nửa ký cá ngừ đại dương. Chúng ta có thể nấu bằng nhiều loại cá khác nhau, nhưng mà ngon nhất và cái vị nước dùng của bún cá mà chuẩn vị Ninh Hòa là mùi thơm của xương cá cờ. Hôm nay thì chợ không có cá cờ nên là Đa Khoa sử dụng là cá ngừ đại dương. Sau khi nước bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ tiến hành cho cá vào, và xin mời mọi người sau khi mà cho cá vào xong thì chúng ta sẽ chờ nước sôi trở lại. Sau khi nước sôi trở lại được 5 phút thì chúng ta sẽ vớt cá, và chúng ta sẽ dễ cá nên người ta còn gọi là dầm cá, nên mới có món bún cá dầm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài chia sẻ của Đăng Khoa. Nước bắt đầu chúng ta thấy nước bắt đầu sôi lăn tăn thì chúng ta đừng vội cho cá vào, để chúng ta lấy cái nước ngọt, cái chất ngọt của thơm cũng như là chất ngọt từ hành tây. Và khi hành tây càng 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 chín thì cái vị của hành tây hòa vào trong với cái nước dùng thì nó sẽ khử được cái vị tanh của cá, nên là chúng ta đừng vội cho cá vào sớm, mà chúng ta cứ để nước sôi từ từ đến khi nào sôi bùng sôi thật to thì chúng ta mới tiến hành thả cá vào. Rồi sau khi cá chín thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dẹ cá. Chúng ta sẽ bỏ phần xương, chúng ta dẻ phần thịt cá và chúng ta cho vào trong nồi nước dùng. Ta cứ lần lượt cho đến khi xong cái phần cá, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nêm nếm trở lại. Sau khi chúng ta dầm cá thì chúng ta cho vào nồi nước dùng thì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Yêu cầu của nồi nước dùng là phải có vị ngọt thanh và nước trong. Vài lần chúng ta đã hoàn thành xong nồi bún cá chuẩn Ninh Hòa. Yêu cầu của nồi bún cá là chúng ta không sử dụng đến dầu mỡ, mà tất cả là chúng ta hương vị tự nhiên, ngọt từ cá tươi và vị ngọt của thơm, vị ngọt của hành tây, vị ngọt thanh của đường phèn sẽ hòa quyện cùng với gia vị, và tuyệt đối là không sử dụng bất kỳ hạt nêm, chỉ dùng muối và mì chính. Và xin mời cả nhà cùng thưởng thức món bún cá.